Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Đang xem kênh YouTube của Đao Kiếm Phong Thủy nhé. Thì hôm nay mình sẽ test cái độ sắc bén hoặc cái độ chắc chắn của những cái bộ phổ thông như này. Đó, những cái bộ phổ thông như này nhá. Thì mình nói luôn, tất cả những cái bộ phổ thông này đó, thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu 8 một bộ. Anh em nào tin tưởng chuyển khoản thì là 2 triệu tư. Còn anh em nào mua lẻ từng cây thì là cây 1 mét, bên mình bán là 1 triệu 3. Anh em tin tưởng là chuyển khoản thì còn 1 triệu 1. Cây 80 là 1 triệu 1, anh em tin tưởng chuyển khoản thì là bớt anh em 200 là còn 900. Cây 60 là 600, anh em tin tưởng chuyển khoản thì là còn 400. Thì bây giờ nhá, trước khi vào mình test cho anh em một cây ấy, thì đây là số điện thoại của mình này, 0705 835 859. Ok chưa anh em? Đó, Zalo cũng thế luôn nhá. Đó, thì anh em nhớ đã xem video của mình, nhớ đăng ký kênh cho mình nhá. Đăng ký kênh cho mình để theo dõi những clip tiếp theo bên mình đang bán. Đó, ok, thì hôm nay mình sẽ lấy thử một cây hàng gọi là hàng phổ thông ấy, những cái hàng mình đang bán này. Đó, thì em này là cũng là giá của cây này là 1 triệu 1. Đó, anh em mua hàng thì cọc cho mình 50.000 thẻ Mobi, hàng đến thanh toán là 1.050.000. Và thứ hai nữa, nếu anh em nào tin tưởng chuyển khoản cho mình thì mình bán cái những cái cây 80 này là 900 thôi. Đó, thì hôm nay mình sẽ cây đỏ đen hoa mai nhá. Mình sẽ thử test gỗ cho anh em xem. Đó. Anh em nhìn phát băm của mình chưa? Nó dã man này chưa? Đó. Lưỡi bình thường. Đó. Đó, anh em thấy không? Băm be bét luôn. Ok chưa anh em? Anh em thấy không? Mình băm cây gỗ nó như này. Đó, thì anh em phải biết là nó chắc chắn như thế nào, đúng không anh em? Đó. Anh em nhìn lưỡi, những cái lưỡi, chỗ đoạn lưỡi mình băm này, nó vẫn bình thường. Đó, nó vẫn bình thường thôi. Nó chỉ hơi gần gợn một tí thôi. Đó, tất nhiên nó cũng phải tù đi tí, nó chỉ hơi gần gợn tí thôi. Không sao, đó anh em nhìn đó. Đấy. Thì cây này nhá. Cây này mình bán thanh lý cho anh em luôn vì mình đã test rồi nhá. Chuyển khoản cho anh em, chuyển khoản nhá. Bán cho anh em là bao nhiêu? 600.000. Cây đã bị test rồi nhá. Anh em lên hỏi ấy là anh bán cho em cây test hay là bán cho mình cái cây đã test rồi này. Thì là 600.000. Vì cây test rồi mà, mình không muốn bán lại cho anh em nữa. Cho nên anh em đừng đòi hỏi. Đó, nhá. Ok chưa anh em? Này, chắc chắn luôn, không phải vướng nữa. Anh em xem nó biết cái này mà phang vào thằng nào thì chắc đã lìa mẹ tay luôn đấy nhá. Lại test giấy cho anh em. Ok, giờ này cắt hẳn cái đầu chém này. Đó, ok chưa anh em? Đó, cho nên là anh em đừng thắc mắc là có chắc chắn hay không, có như nào. Hàng là hàng phổ thông, giá hợp lý. Cái giá mình đang bán cho anh em ấy là mình bán với giá hợp lý thôi. Bên mình cũng không phải là bán rẻ nhất mà cũng không phải là người bán đắt, mình chỉ bán hợp lý giá. Tuy vì cho anh em thì mình nhập rẻ, mình bán rẻ cho anh em. Đấy, cho nên anh em này hiểu rồi. Phải hiểu rồi, hàng phổ thông này giá hợp lý nhưng nó cũng đã đủ chắc chắn để cho anh em chơi rồi, chứ đừng anh em đừng nghĩ đến cái chuyện mấy cái em hiểu T10 này, T10 này, thép T10 này nó còn dã man hơn nữa các anh em ạ. Đó, cho nên anh em cứ yên tâm đi, shop mình buôn bán thì làm ăn nó uy tín, thấy chưa? Thì nhá, anh em nào nhá đang xem kênh của mình thì nhớ subscribe kênh cho mình đó nhá. Và thứ hai nữa là trước khi anh em mua hàng của bên mình
để anh em tin tưởng chuyển khoản, hay là mua hàng thì anh em phải hiểu bên mình phải bắt cọc rồi đó, anh em tin được thì anh em mua thôi, không anh em vui vẻ. Thì trước khi anh em mình cọc và chuyển khoản, anh em có thể kết bạn Zalo với mình theo số 0705835889 nhá. Bên mình sẽ gọi clip đấy, video đấy cho anh em mình xem kho hàng bên mình đó. Đó anh em xem không? Xem có đúng những như gì trên clip mình đã đăng hay không. Đó anh em xem đó, đấy, có đúng như những gì trong trên clip không, là đó là sự thật có phải như vậy không, hay là mình lấy video của ai, hay là mình lừa đảo anh em cái gì đó. Anh em check, cứ gọi Zalo cho mình, check mình bình thường đó, chú check xem có đúng như vậy không đấy nhá anh em nhá. Đó thì anh em nhớ nhá, đừng quên nhớ đăng ký kênh cho mình nhá. Rồi xin chào tất cả anh em, hẹn lại anh em trong clip tiếp theo.